Tiểu sử Jenny Anh Phương, con gái của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, hot girl của tỏ tinh Hoa Mỹ. Jenny Anh Phương được khán giả biết đến là một hot girl, diễn viên trẻ, là con gái của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, cơ có, có thành tích ấn tượng và đang gây chú ý khi đăng ký thi Miss Grand Việt Nam 2022. Cùng tìm hiểu về diễn viên Jenny Anh Phương là ai, con gái của nghệ sĩ nhân dân Trần Dượng ở video dưới đây nhé. Diễn viên Jenna Anh Phương là ai? Anh Phương là nữ diễn viên trẻ xinh đẹp, đang được chú ý dạo gần đây. Cô là con gái của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng và từng góp mặt trong một số bộ phim và MV âm nhạc. Mới đây cô ghi tên mình vào cuộc thi sắc đẹp Miss Grand Việt Nam 2022. Jenna Anh Phương sinh năm 1996, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, cô có một anh trai cùng cha khác mẹ, chính là đạo diễn Trầm Bịnh Trọng. Ban đầu, anh Phương không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất như anh mình. Cô theo học chuyên ngành thiết kế mỹ thuật tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp ra trường, anh Phương làm nhiều công việc và cũng rơi vào tình trạng hoang mang, không biết bản thân muốn gì. Sau 2 năm, thử từ ngày nay đến ngày kia, anh Phương đã quyết định rời gia đình chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu sự nghiệp đóng phim của mình. Mặc dù bố và anh trai của cô là những người nổi tiếng, nhưng Jenna anh Phương hiếm khi nhắc đến họ. Thậm chí nhiều người còn hâm mộ, không biết rằng anh Phương chính là con gái của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng và em gái của đạo diễn Trần Bình Trọng phương chia sẻ trước đây phương hay đăng ảnh bố còn anh trọng đã có gia đình và thường xuyên bận đóng phim nên ít có thời gian gặp nhau khoảng một năm trở lại đây phương chuyển vào thành phố hồ chí minh tự lập nên không gặp gia đình nhiều nữa một phần vì phương cũng đi theo con đường nghệ thuật nên cũng hạn chế nhắc đến bố và anh trai của mình tâm sự của cô nàng diễn viên trẻ sự nghiệp diễn xuất của diễn viên jenna anh phương Năm 2021, anh Phương quyết định chuyển đến Sài Gòn để theo đuổi con đường diễn xuất. Cô quyết định tự đi bằng chính thực lực của mình, không phụ thuộc nhiều vào gia đình. Dù vậy, vì không có kinh nghiệm nên anh Phương cũng bị trượt vai nhiều lần. Không bỏ cuộc, anh Phương luyện tập diễn xuất bằng việc quay những web drama và MV âm nhạc. Cô từng góp mặt trong các tác phẩm như Túy họa của KNC hay đầu tư MV cho riêng mình có tên ai tương tư về ai. Đầu năm 2022, anh Phương nhận được vai thứ chính đầu tiên trong phim Anh có phải đàn ông không? Đây là bộ phim truyền hình làm về chủ đình gia đình do Đài truyền hình Việt Nam sản xuất. Trong phim, anh Phương vào vai Thùy Dương là cô học sinh lớp 12. Dù không có nhiều phân cảnh, nhưng anh Phương cũng gây được dấu ấn với khán giả qua nét diễn tự nhiên, ngây thơ của mình cũng nhờ vậy mà anh phương sở hữu cho mình một lượng fan hâm mộ lớn chia sẻ về dự định sắp tới anh phương sẽ tham gia vào nhiều dự án phim hơn nữa cô cũng mong rằng bản thân sẽ được nhiều khán giả công nhận năng lực của mình nữ diễn viên cho biết cô được một người anh gọi đi cutting phim và may mắn được đạo diễn trịnh lê phong chốt sổ bên cạnh đó anh phương còn gặp không ít áp lực với vai diễn này cô bày tỏ đối với tôi đây là một sự may mắn một cơ hội lớn nên tôi rất trân trọng và dành hết tâm huyết với vai diễn này đây là vai diễn khá nhỏ tuổi so với tuổi thật của tôi nên thời gian đầu tôi cũng lo lắng và phải suy nghĩ nhiều nhưng đến giờ thì tôi đã bắt điệp nhịp và luôn thấy nhiệt huyết mỗi lần đi quay chia sẻ về kinh nghiệm quý giá này anh phương nói không theo học diễn xuất nên được trải nghiệm qua các vai diễn đã trao dồi cho tôi khả năng về diễn xuất đó là cơ hội tôi vừa được học và làm nghề sau bộ phim anh có phải đàn ông không tôi nhận ra những ưu khuyết điểm để biết cách thay đổi phát triển hơn trong tương lai tôi sẽ vận dụng những bài học quý giá để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất hiện tại anh phương theo đuổi sự nghiệp tại thành phố hồ chí minh Jenna Anh Phương gây sốt tại Miss Grand 2022. Cô là một cô nàng đa năng và có nhan sắc xinh đẹp. Jenna Anh Phương mới đây đã khiến mọi người bất ngờ khi công bố tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô là một trong những thí sinh đặc biệt có màn xuất hiện ấn tượng khi là con gái rượu của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng. Ngoài nhan sắc ra, anh Phương cũng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký. Bởi trước đó, cô cũng từng tham gia cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam năm 2021 và lọt top 35 Trung Quốc. Cũng như là lọt top, 7 thí sinh có màn xuất hiện ấn tượng nhất. Đặc biệt là anh Phương cũng rất quen mặt với khán giả truyền hình khi cô từng đóng phim, tham gia chương trình game show như Ca sĩ bí ẩn, Chân ái, Tỏ tình hoa mỹ. Theo chia sẻ với phóng viên, anh Phương cho biết cô muốn thử thách bản thân trong cuộc thi lần này. Jenna Anh Phương đột ngột xin rút lui khỏi cuộc thi Miss Grand Việt Nam. Ngay khi tin tức lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 của Anh Phương chưa hết hót, thì mới đây cô nàng Anh Phương đã đưa ra thông tin chính thức về việc xin rút lui khỏi cuộc thi tin tức đột xuất này khiến những người quan tâm và theo dõi anh phương vô cùng bất ngờ và hụt hẫng theo chia sẻ từ phía nữ diễn viên cơ cho biết vì lý do lịch trình quan trọng nên cô buộc lòng phải rút khỏi cuộc thi sắc đẹp này với tôi khi đến với các cuộc thi hoa hậu điều đầu tiên tôi muốn là thử sức bản thân mình biết môi trường như thế nào tôi nghĩ như thế là đủ rồi còn công việc tôi muốn tập trung và phát triển nhất vẫn là làm diễn viên như vậy, Jenna Anh Phương đã chia tay với chặng đường hoa hậu hòa bình sắp tới. Hy vọng rằng cô nàng sẽ tỏa sáng hơn trong tương lai với vai trò là diễn viên chuyên nghiệp. Jenna tiết lộ biệt danh của mình là công chúa, bởi luôn được ba mẹ, anh chị chiều chuộng vì vốn là con út trong gia đình. Tuy nhiên, Jenna cho biết bản thân vẫn theo đuổi hình tượng một công chúa độc lập mạnh mẽ, được cưng chiều nhưng đôi lúc Jenna vẫn hay bị bố mẹ kiểm soát về những chuyện riêng tư điển hình là câu chuyện tình cảm. Nhưng Jenna vẫn khẳng định, vì là người có cá tính mạnh nên em thường tiếp thu ý kiến chứ không dễ bị kiểm soát. Jenna Anh Phương nhận được sự chú ý, theo dõi của nhiều khán giả. Trên Facebook, cô có đến gần 50.000 lượt theo dõi, Instagram cũng có lượt follow tương đương. đương. thú vị hơn trên TikTok, cơ nàng gây sốt bằng nhiều clip thú vị, thể hiện sự năng động, duyên dáng và không kém phần hài hước của mình nhiều pha mê mẩn, ái nữ của kính trắng người phán xử vì nhan sắc xinh đẹp, thân hình thon thả và cao giáo, nét đẹp tựa sao hàn, đường cong quyến rũ của cô làm không ít cư dân mạng mê mệt. Được hỏi về chiều cao cân nặng, cô cho biết mình cao 1m66 và nặng 47kg. Anh Phương được nhận xét rất giống bố, cô từng cho hay, có một sự thật, tớ là người giống bố nhất nhà ạ. À tớ con gái thì tóc tai make up giống mẹ nữa cả mấy anh chị em tớ được cái miệng y hệt bố anh phương cho biết khi còn đi học thì cô chưa có ý định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất mà chỉ đóng vai quần chúng trong phim của anh trai cho vui cô từng đi theo đoàn làm phim làng ế vợ năm của trần bình trọng và hỗ trợ việc make up cũng như phục trang con gái trần nhượng cho biết mối quan hệ trong gia đình mình rất tốt các anh chị đều đã có gia đình riêng chỉ cô là chưa có nên được anh chị giúp đỡ lo lắng cho nhiều bố mẹ ly hôn hồi nhỏ anh phương có chút tuổi thân nhưng khi lớn rồi cô không cảm thấy có vấn đề gì nhiều cuộc sống ra rời vòng tay bố mẹ để đến một nơi ở mới cũng có nhiều khó khăn tuy nhiên cô vẫn nỗ lực và cố gắng hết mình để chứng tỏ thực lực anh Phương nói mọi việc đều tự làm bằng số không dù mọi người hay nghĩ bố có nổi tiếng chắc hẳn mọi việc với cơ dễ dàng hơn con gái nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng Jenna Anh Phương khóc sau khi từ chối nam chính Tập 73 tỏ tình hoa mỹ, gian khách mời đã không khỏi xôn xao, châm trô vì anh chàng có ngoại hình, giống hệt ca sĩ tim. Sau đó nam chính tiết lộ, anh muốn tỏ tình, Jenna Anh Phương, con gái của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng. Thiên Bảo cho biết bản thân hoàn toàn mất niềm tin và tình yêu sau khi bị hai người yêu, quen hai năm cắm sừng. Tưởng chừng không thể mở lòng thêm một lần nào nữa, nhưng sau khi bắt gặp hình ảnh Jenna Anh Phương trên sân khấu tỏ tình hoa mỹ, đã khiến anh chàng nhớ mãi không quên. Đến với chương trình, Thiên Bảo đã dắt tay cô nàng, bước vào một không gian hẹn hò lãng mạn, chỉ có hai người. Chàng trai đến từ Hà Nội đã đưa Jenna Anh Phương đến với không khí của buổi cắm trại ở Đà Lạt, cả hai cùng ngồi nướng thịt và tâm sự với nhau. Sau khoảng thời gian dài quan sát, theo dõi Gianna Anh Phương, Thiên Bảo đã quyết định cho bản thân một cơ hội để giải bày nỗi lòng với người mình thích. Ngại ngùng trước những lời chia sẻ của Thiên Bảo, Jenna cho biết trước mặt mọi người cô luôn được xem là người rất đàn ông. Em đàn ông theo cách có thể tự làm mọi thứ, ví dụ có thể tự lắp bàn ghế, phòng trọ, tự mang vác đồ đạc lên lầu hay tự một mình vác cái vali 25kg khi đi du lịch chẳng hạn cô nàng bộc bạch. Không chỉ thế, thiên bảo còn khiến mọi người bất ngờ khi dành tặng Jenna Anh Phương một tháp thư tay. Đây là tất cả lá thư anh đã viết trong suốt thời gian thích em và đặc biệt là để dành tặng riêng cho ngày hôm nay. Ngoài ra Thiên Bảo đã liên tục khiến mọi người bất ngờ với những món quà tiếp theo như chiếc xe đạp dán đầy những lời tâm sự hay khoảng khắc anh chàng tiết lộ bản thân vội vàng học thổi saxophone trong mấy ngày để thổi tặng cô nàng. Đặc biệt khi tặng chiếc khăn tay cho Jenna, chàng trai nam chính bày tỏ trong MV, em đánh rơi chiếc khăn, giờ anh đã nhặt lại chiếc khăn đó cho em, và dù em đánh rơi bao nhiêu lần đi nữa thì anh cũng sẽ nhặt lại nó cho em anh chàng mong muốn tương lai sẽ là người ở bên cạnh che chở, bảo vệ cô nàng dài lâu. Đáp lại tình cảm của thiên bảo, Jenna Anh Phương đã hát tặng anh chàng ca khúc Ai tương tư về ai của mình rồi thẳng thắn cho biết. Em thực sự không biết cảm xúc của mình ra sao, em có sự rung động nhưng nó chỉ dừng lại ở đó thôi. Em có cảm giác khi mình cùng ở trong một mối quan hệ thì chắc chắn sẽ không hợp nhau, em sợ rằng những lúc em vô tâm sẽ khiến cho anh buồn. Thiên bảo đã khiến cho Jenna Anh Phương xúc động nhưng vẫn không giành được trái tim của cô nàng, khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Sau khi thiên bảo rời khỏi, tỏ tình thất bại, con gái nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng đã bật khóc vì lỡ tổn thương người con trai dành tình cảm đặc biệt cho mình. Trong tập 76, Jenna Anh Phương đã quyết định ra về cùng Đức Hải, chẳng hot boy giống với Sơn Tùng và sắc. Chúng ta cùng chúc cho Jenna Anh Phương và Đức Hải sẽ mãi mãi hạnh phúc nắm tay nhau nhé.